Vâng, chào cho tôi mến chào cả nhà. Và hiện tại mình đang chạy trên đường Trần Phú, Nha Trang. Và hôm nay đã là 17 giờ chiều ngày mùng 2 tháng 7. Hồi sáng nay là xe họ phun khử khuẩn ở khu vực phường Lộc Thọ và đoạn đường Trần Phú. Đây, trên đường lúc này thì là khá là nhiều người đang đi trên đường về. Đó. Đây là rất nhiều khách sạn ở khu vực đường Trần Phú đây. Các bạn có thể thấy, quan sát thấy là khu vực này rất nhiều khách sạn. Và từ xa mình đã quan sát thấy một cái chốt rồi. Bây giờ sao ta? Không phải chốt, mà đó chỉ là một anh bảo vệ, anh công an, hình như anh đang đợi xe Grab đó. Cho nên nhiều bạn hỏi là mình đi mình có sợ hay không, và xin thực tế với thưa các bạn là mình cũng như các bạn thôi. Mình đi mình rất chi là sợ, rất chi là sợ bị bắt lại, bị hỏi là đi đâu. Vâng, hy vọng là hết buổi chiều hôm nay, là hết 3 ngày Nha Trang thực hiện giãn cách giữa các phường với nhau. Tại vì chúng ta đã tìm được khá là nhiều ca trong cộng đồng. Hồi trưa mình có đọc báo thì là cho đến trưa là họ tìm được ở khu vực Nha Trang là 5 ca trong cộng đồng. Còn lại là các ca khác thì ở trong khu cách ly, khu phong tỏa. Một số bạn nhờ mình đọc hết thông tin là những người bị như vậy là ở khu vực nào, phường nào, đường nào để biết. Nhưng mà một số nguồn thông tin họ đưa lên, họ đưa rất mập mờ các bạn ạ. Họ đưa lên họ chỉ đưa cái con số cụ thể lên thôi. Chứ còn mà để liên hệ được với lại là người đó nhà ở đâu, phường nào, đường nào, nó hơi khó các bạn ạ, nó hơi khó. Khi mà các bạn ở trực tiếp cái phường đó, tổ đó thì các bạn mới biết được. Còn mà báo họ đưa lên ấy, thì báo họ chỉ đưa cái số lượng lên thôi. Họ đưa cái số lượng tổng lên. Xuống đường Hoàng Diệu này. Vâng. Đó thì từ phía xa các bạn thấy là rất nhiều công trình đang xây lên, còn ngổn ngang và dang dở. Mùa này không ai muốn hoàn thiện hết. Mùa này bắt buộc là phải kéo dài tiến độ công trình ra. Chứ mùa này mà hoàn thiện xong thì cũng không có đón được ai. Đấy, đây này. Một khách sạn rất lớn ở ngay đầu đường Hoàng Diệu này, đối diện cây xăng này. Đây là khu vực gần tới chợ Hoàng Diệu. Theo một số thông báo thì có thể là ngày mai Khánh Hòa mở lại 3 chợ. Chợ Phương Sơn, chợ Xóm Mới
và chợ Phước Hải, Vĩnh Hải, chợ Vĩnh Hải. Nhưng mà thông tin này còn mập mờ lắm, khi nào chợ mở lại thì chúng ta mới biết được. Tại vì đây họ mới chỉ là lập dự án thôi. Vâng, tay trái các bạn là những bụi hoa giấy rất đẹp thuộc trường tiểu học Vĩnh Nguyên số 1. Nó nằm địa chỉ là 05 đường Hoàng Diệu. Đường Phan Vinh là một cái đường mới mở thôi, nó nằm ở ngay bùng binh đường Giã Tượng. Đường Phan Vinh là kỷ niệm tên một đồng chí, họ tên đầy đủ là Nguyễn Phan Vinh. Anh là thuyền trưởng trong một trận đánh lịch sử thuộc khu vực ở ngoài Ninh Hòa. Đó là trận đánh mang tên là con tàu không số. Những con tàu vận chuyển hàng hóa đi là biết trước là sẽ không trở về. Những trận đánh cảm tử. Rồi, mình đã thông ra được đường Giã Tượng rồi. Đây. Từ đây đi xuống một xíu nữa là chúng ta sẽ đụng vào cái đường Phan Vinh. Cái đường Phan Vinh, nếu mà các bạn đi vào bùng binh Hoàng Diệu này, bùng binh Giã Tượng này, các bạn sẽ không để ý thấy đâu. Tại vì nó khá là nhỏ. Nó khá và nhỏ và nằm ở kẹp giữa mấy con đường lớn, nên là bạn nào mà chưa xuống đây lần nào á thì các bạn phải để ý, chứ không là không tìm được. Đây, nó nằm ở đường Giã Tượng nhá, nhưng mà cua vào trong đây, cua vào cái ngay đây, ngay tổ dân phố văn hóa 02 Trường Sơn thì là đường Phan Vinh. Đường Phan Vinh thì là nhà ông sếp của mình là ở dưới này. Đường Phan Vinh thì nó không có dài, ngắn thôi. Dưới này là đa phần toàn nhà cán bộ. Đó, hết rồi các bạn ạ. Đường Phan Vinh hết rồi, nó chỉ có vậy thôi. Rồi, mình sẽ quay lại nhà ông chú của mình. Nằm ở đâu đây nè. Do lâu ngày mình không xuống, mình không nhớ.